xin chào mọi người là yumi mình đang bị khống chế bởi đã từng ký vào một cái hợp đồng nô lệ hợp đồng này mình bị ai ký vào trong lúc mà mình đang vận động liên quan đến cái sự việc của rapper yumi có rất nhiều bạn tác tên tôi vào thì nói thật với các bạn tôi không muốn dây vào những cái drama của những người nổi tiếng đâu tuy nhiên ở đây thì tôi sẽ trao đổi với yumi trên cơ sở bạn ấy là một người bình thường thì ở đây bạn ấy có hai vấn đề thứ nhất là liên quan đến cái hợp đồng ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cái thứ hai là liên quan đến những cái đối tượng xã hội mà đang gây phiền hà cho cuộc sống của bạn. Thì tôi trao đổi với bạn cái góc độ thứ nhất, đó là cái hợp đồng hợp tác của các bạn không thể vô hiệu được. Bởi vì bạn ký trong trạng thái tinh thần bạn minh mẫn. Và nếu như bạn cho rằng bạn bị ép buộc thì phải chứng minh bằng những cái chứng cứ vật chất, bằng những chứng cứ trực tiếp rằng bạn bị ép buộc. Vậy cho nên cái việc mà bạn chứng minh cái hợp đồng đấy vô hiệu nó gần như là điều không thể. Ok. Thế vậy thì bây giờ phải xử lý như thế nào đối với cái hợp đồng có hiệu lực đấy? Thì tôi nhớ không nhầm là tôi có đọc đâu đó cái hợp đồng của bạn trên mạng tôi Thấy rằng cái hình thức của nó cũng không quá là chuyên nghiệp đâu Nó cũng khá là nghiệp dư Cái thứ hai là tôi khẳng định với bạn thế này Đối với những cái hợp đồng dịch vụ đấy Bạn cần quan tâm đến những trách nhiệm của các bên Như bạn nói là bên kia không những không đưa sâu về cho bạn Mà bạn cần phải đi kiếm sâu về để cho cái nhóm này hoạt động Thế thì mình phải xem trách nhiệm của họ trong cái hợp đồng là gì Họ không thực hiện cái trách nhiệm của họ Thế tại sao họ lại đòi hưởng lợi trong đó Vậy có nghĩa bên kia đã đang vi phạm hợp đồng và khi vi phạm hợp đồng như vậy, bạn có thể kiện để đơn phương chấm dứt hợp đồng này. Ok, hậu quả của cái việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là gì? Là bên nào có lỗi phải bồi thường. Mà tôi nói với bạn nhé, đối với những cái hợp đồng dịch vụ, cái việc bồi thường gần như không thể. Bởi vì cái căn cứ để bồi thường là phải có thiệt hại thực tế. Thiệt hại thực tế, ví dụ như trong các cái vụ án cố ý gây thương tích, thì thiệt hại thực tế là những cái hóa đơn nằm viện, những cái ngày công mất sức lao động vân vân. Thế thì cái hợp đồng dịch vụ của bạn làm gì mà có những cái thiệt hại thực tế? Cái việc chứng minh thiệt hại thực tế khó vô cùng và thường rất khó để tòa người ta chấp nhận vậy thì bây giờ nó liên quan đến một cái khoản nữa mà pháp luật cho phép bên kia có thể yêu cầu bạn đó là cái tiền phạt hợp đồng nhưng mà cái phạt hợp đồng đấy là phải ghi rõ trong hợp đồng thì mới được phạt vậy có nghĩa là gì có nghĩa là bạn đưa cái vụ việc này ra chấm dứt cái hợp đồng này trước thời hạn luôn và tôi cho rằng là bạn sẽ không phải bồi thường cũng như là không phải thực hiện bất kỳ điều gì đối với cái hợp đồng của bạn đâu tôi phân tích với bạn cái góc độ thứ hai đối với những cái đối tượng mà có cái hành vi là đe dọa bạn ở quán cà phê thì tôi thấy rằng những cái đối tượng đấy đang có dấu hiệu của cái hành vi là cưỡng đoạt tài sản bạn có thể ra trình báo công an ngay làm một cái đơn tố cáo cho cơ quan chức năng ngay pháp luật là để bảo vệ người yêu thế bạn thân cô thế cô bạn chỉ có hai người anh thôi thì cái câu chuyện là mình phải đưa vụ này ra ánh sáng ở xã hội này không dễ dàng gì cái việc là ai làm gì được ai đâu bạn cứ yên tâm điều đó hãy tin tưởng vào pháp luật và bạn cần phải có một cái người cứng về pháp lý cứng về phe bạn thì có như vậy những cái đối tượng kia mới không thể làm gì được bạn ở đời này không ai dễ ăn không của ai cái gì đâu cứ yên tâm là như vậy nhá